Đây là mình triển lãm cho khách nha mọi người. Này khách VIP. Mình tự triệt mình luôn á. Triệt lông vĩnh viễn nha cả nhà yêu ơi. Cả nhà ai muốn triệt lông gì mà tới đây mình triệt hết nha, triệt tất tật luôn. Phục vụ cho khách hàng mình phải đầu tư nào cả nhà. Cảm giác rất là giống mốt luôn. Nói chung là chỉ ấm ấm thôi, không có nóng nha mọi người. Rồi, xin chào các bạn luôn nha. Chắc bạn YouTube thiệt quá. Đầu tiên này, tìm kiếm điện xong. Mình bấm nút này, mở. Tắt mở. Rồi, ok, tắt mở, tắt nguồn, mở nguồn là cái này luôn. Đây nó có cờ, nó có nghĩa là mình chọn tiếng đó. Tiếng Việt. Đây là DVL, là truyền nông. Và đây là laser. Em chỉ truyền nông trước này. Đó. Ở đây là tẩy nông, là truyền nông này. Nó để chữ tiếng Việt luôn hả? Đúng rồi. Vậy dễ xử rồi. Đây là truyền nông trọng, có nghĩa là truyền điểm, truyền ngách, truyền mép, truyền bigly. Và DVL, FHG này là truyền nhanh. Cánh chân, cánh tay và body. Rồi, ok. Đó. Còn mấy ngày trẻ hóa này thì em chỉ xong. Đó, thì mình vào truyền nông trọng trước này. Đó. Rồi. Ở đây là năng lượng. Và đây là GF, là châm trích của ánh sáng. Thì chị chọn năng lượng cho em, tầm mức 5, mức 6 đi. 6, mức 7 cũng được. Đó. Cao nhất là bao nhiêu? Cái này cao nhất của nó đây này. 50. Cao nhất là 50 hả? Đó. Mình để cao nhất là đó, mình cao nhất của nó là 50, nhưng mình không để mức ấy, mình chỉ để tầm mức 7, mức 8 mình sử dụng thôi. Có khi là mức 5, mức 6 thôi. 7, 8 đổ lại, 5, 6 trở lên. Đó. Thì cái này là ví dụ số 1, 1 này là ví dụ như triệt da đen, và da số 2 là da trắng, và da trắng dần. À, lưu hả? Ví dụ như khách da đen hoặc là triệt những vùng nách thì chị chọn cho em số 1. Tại vì cái số 1 này nó nhẹ thì nó sẽ bắt ánh sáng màu đen, ánh sáng bắt màu đen nhẹ hơn. Nếu mà chị chọn số 2 thì nó sẽ bắt mạnh hơn, nó sẽ cảm thấy nóng hơn. Chọn số 3 thì nó sẽ nóng hơn nữa. Đó, thì ví dụ như chị triệt nách thì chị chọn cho em số 1. Đó, và năng lượng và RF này. Đó. Mình ấn sẵn sàng. Bắt đầu nạp điện. Đó. Trước khi click vào triệt lông thì chị chọn năng lượng và ấn sẵn sàng trước. Để cho tay cầm nó lạnh. Thế hả? Xong mình quay ra là cạo lông bôi gel. Cạo lông bôi gel xong thì tay cầm nó lạnh thì mình mới triệt. Lắm chưa? Nó đang lạnh dần anh chị. Thế hả? Dạ. Mới nào lạnh rồi hả? Chị thử. Cậu lạnh luôn cả nhà ơi. Và ví dụ như đây là một cái vùng nách đúng không? Một cái vùng nách này. Mỗi vùng nách chỉ triệt cho 50 tia. Đấy, tối thiểu triệt cho mình không tiết số 50 tia là sao? Mình điểm hả? Mình bấm một cái là một tia hả? Chị bấm này. Một cái. Đó, nó sẽ hiện lên đây một tia. Hai cái. Hai tia. Là khoảng khoảng chừng bao nhiêu tia? Một bên nách là chỉ triệt cho khoảng 450 tia. 450 tia luôn. Đúng rồi. Rồi, ok. Mình triệt như là triệt ăn chéo này. Rồi. Tụi mình thấy người ta làm cái đó rồi. Tụi mình triệt rồi, người ta triệt cho mình rồi chứ. Thì mép cũng thế, mép thì chỉ triệt cho 15 tia thôi. Thế hả? Ở bên mép thôi. Cũng để chế độ số 1 luôn hả? Đâu, thì rồi. Tùy theo hả? Tùy theo da đó hả? Đúng rồi, tùy mình cứ coi tùy theo nền da người ta. Như là vùng da trắng, đúng không? Rồi. Vùng da trắng thì chị tăng lên, tăng dần đến trắng dần. Tại vì cái ánh sáng này nó bắt màu đen. Hay là vùng da thâm thì nó sẽ bắt mạnh hơn. Và những cái vùng da trắng thì nó sẽ bắt nhẹ hơn. Hoặc là những cái vùng ít nông nó bắt nhẹ hơn. Đó, thì mình sẽ chọn tùy theo cái màu da của khách. Hoặc là tùy theo vùng nông. Đấy, chị chỉ có chị chọn cho em ngay thôi, năng lượng và RF, cái độ châm trích của ánh sáng thôi. Cái này chắc phải ngồi luyện vài bữa nó mới nhớ nổi hết. Phải ngồi coi này nè, phải coi phải quay cái mặt người ấy lên xíu nè.
Quay mặt người ấy, đây là người ấy nè mọi người ơi. Có gì liên lạc với người này luôn mua máy nha cả nhà. Đây là mình triệt chậm nhá. Đó, chị hiểu chưa? Không hiểu, không có lại sẽ hiểu. À, thì mình chỉ chọn năng lượng này và RF này. Rồi. Đó. Cái năng lượng này chị để tối thiểu cho em tầm mức 5 trở lên, nếu mà khách chưa thấy nóng thì mình sẽ tăng lên. Đó, chưa nóng mình tăng lên. Nếu mà nóng rồi mình phải giảm xuống. Hoặc là khách kêu nóng quá. Còn bên bây giờ bên đây là xong rồi đúng không? Đúng rồi. Còn thì cái bên bắt đầu dừng lại và quay ra. À, phải quay là trình tự động mới chuyển qua bên cái kia hả? Đúng rồi. Xong rồi mình vào DVL FHR này là chuyển nhanh. Đó. Cái bên này nó cũng như bên kia đó, tần số thì mình tăng cái chuyển nhanh này thì những cái vùng da trắng. Ví dụ như cánh chân cánh tay thì da nó trắng mà lông nó mỏng hơn, nó không được đen thì mình sẽ tăng lên cho mức tầm 10 hoặc trên 10. Ừ. Tùy theo ví dụ như da khách. Cái này cũng là màu da này. Đó. Ừ. Đấy. Nếu mà khách nóng quá thì mình giảm xuống thôi, còn chưa nóng thì mình sẽ tăng lên. Đó. Phải quay qua. Rồi giờ nếu mà mình giờ mình nhảy qua bên cái gì đó cái xóa xong. Rồi từ từ đã, để anh chỉ cho chị xóa xong. Và cái độ cái HZ này là số tia phát ra trên dây. Ví dụ như chị chọn số 2 đúng không? Em vẫn bấm cái nó nhảy vậy đó hả? Đúng rồi, chị bấm hai cái luôn. Bấm liên tiếp hai cái. Đó thì nó sẽ là ra hai tia, nhưng mà nếu mà em tăng lên. Đó, em tăng lên này. Cái này nó mức 5 đúng không? Đó. À vậy luôn hả? Mình sẽ triệt nhanh hơn, triệt điểm ở trên nước thì mình sẽ triệt như thế. Để tầm nếu chưa quen tay để tầm mức 3 mức 4 thôi. Như này. Đó, mình đi lên. Ví dụ đây là chị triệt cánh tay đúng không? Chị chỉ cần bôi gel trong một vùng thôi. Xong rồi mình đi đến đâu mình ghé cái thấu kính này. Chị thấy người ta thì chị ta phải làm gì mà không? Ta phải cạo á. Đúng rồi, mình phải cạo. Phải cạo lông bôi gel xong cạo, rồi mình ta mới triệt. Đó. Để nguyên làm triệt không có hiệu quả đúng không? Đúng rồi. Để nguyên thì cũng triệt, nhưng mà để nguyên xong là chị triệt. Chị cạo là chị không cạo hết. Chị cạo xuôi theo chiều lông mọc và để lại như kiểu một cái ngọn á để nó dẫn ánh sáng. À vậy hả? Cái năng lông, đúng rồi. À. Chứ cạo hết luôn là không hiệu quả hả? Đúng rồi, cạo hết lông thì nó đâu có ánh có cái đen nào để nó bắt đâu. À vậy hả? Để như kiểu mình để vậy luôn hiệu quả hơn. Đúng rồi. Vậy mà mấy bé kia nó làm cho chị nó kêu để cho chị cứ nghĩ là bé làm ẩu không, mà xin lỗi nha mấy đứa. Mình lúc nào mình cũng cạo sẽ xuôi ra chiều lông mọc chứ không được cạo ngược thì nó sẽ sạch hết. Sát quá, đúng rồi, hiểu luôn. Và sau khi mà khoảng chị triệt lần đầu đúng không? Chị dặn khách là lần thứ hai, ví dụ lần thứ hai ra là cứ lông nó hơi nhú lên cái là mình ra mình triệt ngay, nhưng mà lúc đấy mình không cạo nữa. Đấy, mới ra cái đầu á. Nó mới ra cái đầu thì mình để vậy mình triệt. Không cần cạo đúng rồi. Nhưng mà mình triệt xong mình mới cạo. Vậy đúng hả? Vâng, triệt xong mới cạo. Đó. Tại vì mình phải để cái cho nó một tí đầu lông á để ánh sáng nó. Đúng rồi, cái sắc tố của cái sợi lông á mình mới phá hủy cái năng lông và nó làm chết lông. Và cái tố HZ này là số tia hấp ra nhé chị nhé. Chị quen tay thì chị chọn nhanh. Đúng không? Quen tay thì mới làm mà mình chọn nó nhanh quá. Thế thì chị chọn mức 3 thôi. Đó. Mức 3 thôi là ok rồi đó. Và nhiều dưới trời sao nhớ nổi. Cái coi này hoài quá. Thì không biết thì cứ gọi cho em thôi. Nghe cái giọng của em hoài quá. Đây, em lưu trong này nè. Và mấy cái này là mình không sử dụng đến này. Mấy cái trẻ hóa này mình trẻ hóa bằng đầu laser bắn thang carbon. Mấy cái này nó không trẻ hóa. Đó. Mình phát ra mình dùng laser. Đây laser. Laser ở đây thì mức năng lượng của nó cho tối thiểu mà. Này. Tối thiểu là 400 đúng không? Mình cứ chỉ kéo xuống cho mức thấp nhất. Đó. Vậy hả? Để mình đốt mình anh xóa cái sơn dính xong á hả? Bây giờ ở đây nó có 3 đầu. Đây em thử xóa dính xong cái em chứ. Đây là đầu 5. Xóa hiện nó hư sao? Đầu 532 này. Dùng để xóa hình xăm. Rồi. Cơ thể và xăm màu. Rồi, đó và bắn nám chân sâu chân đinh. Đó. Đầu 755 này là đầu đầu bắn than carbon trẻ hoa da. Là nó không có số nhưng mà chị nhớ cái đầu đen này là đầu bắn thăm carbon này. Là bắn thăm ta thấy đúng hả? Đúng rồi. À. Và đầu 1064 là xóa hình xăm chân mày. À nó nhỏ đen. Đúng không? Đúng rồi. Cái thiên nó nhỏ, còn cái này thiên nó không tổn thương. À. Nó không tổn thương nhưng mà cái đầu 532 này nó bắn lên ra nó sẽ tổn thương. Vậy hả? Vâng, cái này là xóa hình xăm chân mày và bắn nắm mà.
Rồi, ok. Cái kho này quan trọng nè. Đây là biểu đồ em lắp gắn đầu 532 nhé. Đó, đầu 532. Thì chọn mức năng lượng cho em thấp nhất này. Đó. Đây, xong là sẽ ấn sẵn sàng. Khi mình đã sẵn sàng thì mình để ý cho em cái bàn đạp này. Đây, bàn đạp này nha mọi người. Mình đã sẵn sàng rồi, mình phải để ý bàn đạp. Đó. Đau không vậy? Nó đau chứ. Đau hả? Cái này mình phải ủ tê. Cho em để em làm được. Em không đau. Đây, sao? Ví dụ như em xóa cái nhìn xong của em. Thôi xóa làm gì ổn. Nó sẽ bật trắng lên à. Nhưng mà cái này là không phải là nó xóa, nó trắng hẳn như này à. Nó khoảng mấy lần mình bắn mình xóa mấy lần là nó thời gian sau nó nổi lên lại ha, rồi bắn thêm mấy đúng lần nữa mới lên hả? Đúng rồi, nó sẽ ngả cột tái thì nó có hình xăm thì nó sẽ hết hẳn. Tức là mỗi một lần mình rút một bút một lần vậy mà không cần phải rút lại, để chừng nào nó làm xong rồi mình rút bút lại đúng không? Chứ đúng không rồi. Phải mình đi tới đi lui được đúng không? Đúng rồi. Cái không này quan trọng. Mình bắn một lần thôi. Mình bắn một lần xong rồi để nó lành lại khoảng nửa tháng. Đúng rồi, để phải đợi một thời gian. Đúng rồi. Xong rồi mình mới bắn lại lần thứ hai. Đó, quan trọng chỗ này đó cả nhà. Đây là xóa hình xăm cơ thể và bắn nám chân sâu chân đinh để nó bóc tách. Tại vì cái này nó bắn là tổn thương, chứ không được xóa. Tổn thương luôn rồi mọi người, bắn này. Không được xóa chân mày. Hả? Nhá chị nhá, cái này là xóa chân mày nó rất khả năng để lại sẹo cao. Nên là mình chỉ xóa chân mày bằng cái đầu 1064 này thôi. Đây là đầu 1064 này. Cái này cái nào mà phải ghi vào cái số lòng mày trên đây để lộn chết luôn cái trên này. Đó. Cái mức năng lượng em vẫn để thấp nhất này. Đây cái này số lòng mày mọi người. Là nó không làm bật trắng ra nhưng mà lúc sau là nó sẽ ửng đỏ lên. Đó. Là mình ví dụ như mình bắn nám là mình có thể. Nếu mà này mình bắn vô ngay chỗ cái con là có sắc tố đen thì nó sẽ bay mất đúng không? Đúng rồi đây. Ví dụ như đây. Đó. Chỗ này hy sinh nhiều nghề quá. Nhưng mà nó lại không mạnh bằng cái đầu kia. Đầu kia nó bắn mà nó bật trắng lên luôn đó, tổn thương. Cái này nó cũng trắng nhưng mà nó không để lại sẹo. Và cái đầu 532 kia là nó để. Nhưng mà mình muốn khi mà mình muốn cái dòng này nè, mình bắn một lần nó lan ra bự á, mình phải tốn nhiều quá thì như là làm sao? Cái đó không, cái đó thì mình không kích thước của nó không như cái dòng trục khuyển kia. Dòng trục khuyển thì mình để mình sử dụng bằng có thể mình thu nhỏ to nhỏ thế. Cái này không thu được hả? Dạ. Cái này là không thu được, bắn được chỉ được như đó thôi. Và mình bắn đấy thôi. Chỉ để xa ra như này. Để xa như này thì được. Để xa thì được hả? Để xa ra được chứ bộ. Em để gần này. Để gần này. Đấy, thì thấy không? Kích thước của nó là như này. Chỉ để đúng cự ly của nó 5-7 cm. Nó bắn sẽ nhỏ. Tại vì cái này nó hội tụ này. Giống như cái đèn pin gì đấy. Ha. Để xa thì nó nhẹ. Nhưng nó to ra chỉ để gần này. Này tốt nhất là để xa đi ha, lòng mày người ta phải để xa ha. Chỉ để tầm này. Để xa như này được. Đây có đó là được hả? Nóng không ta? Đây hoặc là mình để gần như này thì nó mạnh. Mạnh quá. Để xa xa ra cho nó. Mà để xa quá nó không hiệu quả hả? Đúng rồi. Thì nếu mà chị để đúng cái đi của nó như thế này này, 5-7 này thì nó sẽ bắn nó ăn sâu vào trong. Ăn sâu vào trong hơn. Nếu mà chị để xa như này nó chỉ là bề mặt thôi. Nó chỉ hút bề mặt thôi. Nhưng mà đa số người ta bắn cho cái lông mày là khoảng khoảng cách nó khoảng bao nhiêu xa lắm không? Nếu mà để lông mày thì chị cứ bắn như này thôi. Cho đó. Vâng. Rồi ok. Chị để sát như thế này thì nó nhẹ, nó chỉ hút nhẹ thôi. Thế hả? Nhiều cái hình chị tùy theo cái hình xăm, như cái hình xăm lâu rồi này. Xăm lâu và xăm sâu. Như này thì bắn được này. Nó vẫn hút này. Đây, em để sát này. Đó. Trời, bay mấy này bên bữa nó đàn hồi lại nó còn màu không? Nó đàn hồi lại nó sẽ ngả màu. Có hình xăm thì nó sẽ hết được. Vậy là ngày em đi giao cho biết bao nhiêu máy vậy là em thử vậy là xong cái xong của em rồi. Có hình xăm thì hết 70-80% nhưng có hình xăm. Vậy là xong rồi đó hả? Đây, còn gì nữa không? Đầu 755 còn đầu đó nữa. Ba đầu nha mọi người. Đấy là mức năng lượng em đang để thấp nhất nhá. Máy mới thì mình cứ để thấp nhất để mức năng lượng thấp nhất. Cái gì cũng thấp nhất đúng không? Làm cái xăm này. Đẩy thấp nhất không này, đúng không? Có hình xăm này, tàn nhang này, vết máu này. Đấy. Dịch máu là cái gì vậy? Cái này là sao ta?
Cái này không, chị không cần đâu, chị cần thay đổi mấy cái đầu này được. Nhưng mà cái này nó phải, mình phải biết chứ. Đây thì nó có nghĩa là chị chọn vào cái này là bán than carbon này. Đây bán than carbon này. Có hiện thị này. Cái này nó tẩy lông mày này. Nó bắn lông mày, nó xóa hình xăm này này. Đấy, tàn nhang nám này. Còn dịch máu cái đó là cái gì mà mình không hiểu ta? Cái vệt máu này là có nghĩa là cái đốm trên da đấy, cái đốm, cái đốm cái đấy. Trời ơi, quay vô con kiến mình thấy mình luôn. Thấy cái anh bán máy luôn nha mọi người. Cái này phải bán, phải quảng cáo cái anh này. Mua là mọi người mua liên hệ qua mình cho số điện thoại nha. Rồi cái mình phải ăn cái tiền quả hồng chứ. Tận dụng cơ hội mọi người. Cái đó để mình thử vậy đó hả? Để mình bắn hả? Vâng, thì ví dụ như bắn trẻ hóa da cho khách á, chị bôi lên mặt như này này, chị cũng bơm một lớp mỏng như này. Đấy, chị để cho vài phút cho nó khô lại. Khi bắt ra thì chọn cao thì nó bắn nhanh. Đó, nó lên số 10 rồi. Chị sao có ghi vô đây rồi nè, con từ từ gì? Chọn số 1 thì chị dẫm bàn đạp nó sẽ bắn ra nhát 1. Ví dụ như chị xóa hình xăm hay là bắn nám thì chị để cho mức 1, mức 2 chị bắn thôi. Đây này, nó sẽ ra như này. Bắn như này. 1, 2, đó. Bắn chậm như này. Nếu mà chị bắn than carbon thì chị có thể tăng cao lên để rút ngắn thời gian này của mình, tại vì một cái mặt mình bắn than này nó mình bắn từng nhát một nó sẽ lâu, thì mình sẽ tăng lên theo này. Nhanh lẹ là cái đó. Đó, nó nhanh hơn này. Thích cái này nè, chứ thích cái này nè, phải thấy cho trong TV người ta làm này nè. Cái này chị tăng lên cho em, cái bắn than carbon này chị tăng lên cho em. Em cứ nghe đi, nghe phải đi. Em tăng cao lên này. Đây nè, mình thích cái này nè mọi người. Đã, mình thấy trên TV người ta hay làm vậy đó, trời ơi. Hai đứa thấy mấy cái này phải lắm. Bắn than carbon trẻ hóa da sẽ hít lỗ chân lông. Đây đây nha mọi người ơi. Cái này là bên spa liên hệ với mình luôn nha, mình cho số địa chỉ điện thoại luôn nha mọi người. Không ăn hoa hồng gì đâu nha, mình chỉ bảo nói vậy thôi á, chứ không ăn hoa hồng đâu. Nhưng mà có cũng tốt. Khi chị bắn cái này xong thì ra mặt. Nhưng mà mình có ủ tê cho ta không ta? Không, cái này không ủ tê, này, hai cái đầu kia nó mới ủ tê. Cái đầu 1064 và đầu 532 là phải ủ tê. Khi mình xóa cái xong. Cái pha này nó xíu mình phải ghi lại mới gọn gàng cái này nè. Hai đầu này là ủ tê nè, 1064 và 532 nè. Hai cái đó ủ tê. Tại vì mình xóa hình xăm và bắn nám thì mình phải ủ tê. Đó, còn đầu than carbon này mình chỉ cần bôi than lên bắn thôi. Đó, chỉ cần bôi than lên bắn thôi, không cần ủ tê. Khi bắn xong thì da mặt nó hơi ửng đỏ. Nó hơi ửng đỏ thì mình đắp mặt nạ dịu da lại cho khách. Làm xong mình đắp mặt nạ mát da lại cho người ta. Căng bóng dịu da đó. Vậy là xong hả? Đúng rồi. Vậy là hết rồi đó mọi người. Cái này là chị nhớ khi mình bắn thì mình để ý cái này nhá. Tại vì mình chọn mức cao rồi mình bắn cái đầu 532 với đầu 755 kia thì nó đầu 1064 kia thì nó sẽ nhanh quá, chỉ để mức 1, mức 2 thôi. Khi mình bắn than carbon mình có thể tăng lên.